Chào các bạn đến kênh Phòng Nguyên ha. Thời lâu quá mình không có ra video ấy. Chào các anh em mình cũng hỏi nhiều. Hôm nay mình ra 3 bộ khung. Anh em mà đặt hàng thì nhắn tin vào cái phần mô tả cho mình nha. Đây là đi cầu nha các bạn. Đi cầu xiên nha, không có đi cầu cầu trụ mấy như mấy anh kia. Đây là cầu xiên. Đấy mình bỏ này qua bên cái mới làm được con miếng à. Hay. Anh em thường thường hỏi mình cái đập hoàn thành nó mua nguyên liệu ở đâu phải không? Thì mình kỹ ha. Nói về cái gỗ đi, cái gỗ nha. Thường thường anh em mua cái gỗ nè, hai cái bề ngoài này mình ý là mình theo người ta nha, là hai bề ngoài nè anh em mua tầm 6. Thì đây cây 6 này, mấy cái này thường anh em phải mua tầm 10.000 một cây ở đâu bán. Nếu mà ai không biết chỗ bán thì cứ nhắn tin cho mình sẽ giới thiệu cho mấy anh đó bán. Mình chỉ giới thiệu nha, và thường mấy anh đó là ở trên Đắk Nông đồ mới có đó. Thì mà anh em thường á đo á là nó sẽ ra 6 đó, 6 nè, 6 nha, cắt lại gắn cầu vô á, lại cái này nè là nó là thành 6 6 hoặc 7 ly là bình thường đó. Còn cái phần giữa này á, anh em mình đi mua 1/5 1/7, đó là theo quan niệm mình nha. 1/7 này mình dùng gỗ đỏ chắc mùng và gỗ nha, ý là mình lấy gỗ á. Anh em nào thích chỗ nào thì làm cái đó, nhưng mà gỗ nào cũng vậy á, nó cũng cứng như nhau mà không khác gì đâu đó. Khi mà anh em mua về rồi đó, anh em ra ngoài tiệm vật liệu xây dựng á, anh em mua cái nhám trà mà kiểu trà láng á, cái nhám nó màu đỏ đỏ á, đừng có mua màu đen nha, màu đen nó trà nó không có nhám đâu, trà nó không có sần đâu đó. Thì trà xong rồi á, đây anh em cắt ra ví dụ như vậy phải không, xong rồi cái miếng rồi đây đó nè, anh em in vô đó cái đường khung này thấy không, cắt ra. Đây là cái cầu này nè nó nè, đây là cái mỏng á. Còn cái này thì mình đi bằng ghế để mai đó. Không tiếng mà anh em nào không có ghế mai á làm mấy cũng được đó, gắn vô. Đây là 6 nha, là đi ở ngoài nè, đây cùng á, đây là 6 nè đó, hợp không, vừa luôn anh em thấy không đó. Còn hàng 14 nè, đây là 14 nè, 1/1/5 1/7 nè đó, này vừa nè đó, em vừa hết không đó, vừa xong á anh em ra ngoài mua Shopee cũng được, mua cái lọng á, lọng á, hoặc là mua một cái máy mình lọng nó ra thì nó ra được như vậy, xong chà nhám nó ra. Và thường á anh em thường hỏi là cái cầu giữa này đúc làm sao phải không, đây khoan gì nè, lỗ nè, thấy lỗ không đó, cái lỗ nè đó, thì anh em ghim vô để mình lấy cái cho anh em biết. Đây nè, như vậy nè, cho anh em hiểu đó, ghim vô nè, thấy không,
Đó là phần cầu gỗ, là gỗ chạy. Còn đây là cầu tử nè, bằng canh châu, bằng cái cây canh châu ở ngoài xứ Bắc á. Đây, đây thấy không? Hay những cái cây gỗ á, thì có bằng cây canh châu nè, giữa nè. Còn inox á, anh em mua 6 rồi mình sử dụng nha. Vành thì tầm 1,5 ly 2 ly tùy vào chim. Ốc mít thì tầm 1,5 ly, chim lớn thì tầm 2 ly. Lò xo cũng tầm 0,6. Nó hạt là hạt canh châu, lực về lực tự động. Để mình làm ngang cái cho anh em biết nè, mở nha. Đó, đây là túi bổi của chim mít. Đó, đồng á thì mua ống đồng mạnh 0,6, đi cái ti nó là 0,8 gem. Đó, thì nó chật chẹp xuống như vậy. Tòa xo lão cổ tử thì nó cũng đi 0,6 luôn. Còn cái lưới đen này nè, là lưới bằng đâu ta, ý là anh em thường mà đang dù câu cá cũng được nha. Đây là đang dù câu cá nè. Còn không á, anh em ra tiệm á, tiệm chỉ á, anh em mua chỉ, cần chỉ mà anh em bẻ, anh em gồng á mà nó không đứt là được rồi, không còn nhiều gồng mà không đứt. Đó, còn đây là cái tia lực nè. Đây, đây mình lấy cái tia lực cho anh em xem. Đây, đó, cái tia lực nè, mình nguyên hũ luôn tia lực. Còn anh em nào muốn cứng á, muốn cái gỗ mình cứng mà không bị chạy, thì thường thường anh em nói là em có chích băng keo rồi nhưng mà nó vẫn chạy cứng á, keo tiệm bio á, mua 2 cây AB, nên nhớ pha bên trắng 7 vàng 3, để một đêm cứng ngắc luôn, tôi bao bạn cứng luôn. Còn anh em nào muốn giá tiền á, nhà đồng đi, đồng thì đi phải 0,35. Đây là 0,35 nè. Giá nó tầm là 200.000 một ký, giá gốc nha, là 200.000 một ký. Gốc luôn á, mua tại xưởng luôn á, mua tại chỗ luôn là 200.000 một ký. Đây là 25. Đó, cũng vậy luôn. Nhưng mà đồng nó nhỏ xíu. Thường thường anh em nào mà cũng lực mà đi quấn 0,15 là hơi mệt với cái này á. Này dùng mắt chua lắm. Đó. Còn anh em nào muốn biết kích thước bất cứ gì á thì cứ nhắn tin cho mình. Đó. Còn mấy cái nóc này anh em ra tiệm inox mua có hết. Inox thẳng có, cong có. Thì anh em nào bẻ uống vậy thôi. Bây giờ các anh em nha, nếu mà anh em nào mà không hiểu gì thì cứ nhắn tin cho mình.